Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 3 tháng 8. Thành phố vẫn tiếp tục giãn cách xã hội thêm 15 ngày nữa. Hôm nay mình update cái vườn rau trên ban công nhà mình cho các bạn xem ha. Đây là húng lủi ha các bạn. Húng lủi này mình trồng cách đây được khoảng gần 1 năm rồi. Thì đợt vừa rồi là mình vừa mới thay chậu, từ 2 chậu mình thay ra thành 3 chậu đây. Đây nó xanh xôi nảy nở trở lại rồi, rất là tốt. Còn đây là chậu rau diếp cá các bạn. Chậu rau này đến nay khoảng 2 tuần rồi mình chưa có thu hoạch tới nó, cho nên là nó rất là nhiều luôn rồi, nó nhảy ra rất là nhiều luôn rồi, chật kín hết cả chậu luôn. Tổng ban công của mình thì có tất cả bây giờ là 4 chậu rau diếp cá ha các bạn. Chậu này là chậu trồng rau thông minh. Kích thước là 60 nhân cho 45, dài 60 rộng 45, cao 18 cm. Tầng dưới này là mình có 2 chậu rau diếp cá luôn ha các bạn. Ở bên đây là 2 chú heo. Chú heo này mình làm bằng chai nước 6 lít. Dễ thương các bạn. Xa xa bên kia là trường học, là địa điểm để tiêm ngừa vaccine Covid. Hiện tại thì dân ở đây người ta đi tiêm chủng nay được 3 ngày rồi hả các bạn. Đây. Ta mùa dịch mà thấy xe cộ tập trung đông đúc quá thì chỉ có tiêm vaccine thôi ha, hoặc là xét nghiệm Covid. Ngoài ra không có lý do gì để tụ tập đông người như này cả. Rồi tiếp theo trên ban công của mình hôm nay có sự xuất hiện của cải cà lê ha các bạn. Cải này mình mới trồng cách đây được khoảng gần 2 tháng thôi. Đó, cây rất là đẹp nè các bạn. Hiện tại thì cây chưa to lắm cho nên là mình đang để cho cây nó phát triển thôi, chứ chưa có thu hoạch hết các bạn. Rồi còn đây là quả gì đây? Đó, các bạn biết quả gì? Đây là quả dừa lưới ha các bạn. Đây, cái dây dừa lưới này nó đi lạc. Không biết sao nó rơi cái hạt vô trong cái chậu rau diếp cá này. Thấy cây nó cũng dễ thương quá, mình để luôn. Không ngờ là nó có trái thật đó các bạn. Nè, dây của nó nè. Hôm trước là nó có 2 trái nha các bạn. 2 trái cũng khá là to. Nhưng mà mình chỉ trồng một trái để mình để cho nó phát triển thôi. Trái này đang nứt lưới rồi nè. Trọng lượng của trái này là trên 1 kg hết các bạn. Rồi kế bên trái dưa lưới là có một cái đám rau càng cua. Thì cái đám rau càng cua này là mình cũng hay nhà mình hay ăn rau càng cua, thì khoảng tuần lễ là mình ăn lại một lần. Như vậy nó làm cho mình không bị ngán hết các bạn, mà nó lại vừa cho cây nó phục hồi nữa. Rau này mình trồng trong chậu, nhưng mà mình không có, mình cứ cắt rồi mình để cái gốc lại thì nó cứ phát triển thôi ha các bạn. Sau lưng mình lại là đám rau càng cua tiếp. Đám này cũng vậy ha, cứ cắt ăn thôi, để gốc là nó lên lại. Nhưng mà đợt này do mình không có bổ sung thêm phân bò cho nó, đang dịch quá cho nên là không mua được phân bò. Rau càng cua này chỉ cần bổ sung cho nó, mỗi lần mình cắt đi mình bổ sung cho nó một xíu phân bò là nó sẽ rất là tốt các bạn. Đất thì khoảng vài tháng, 3-4 tháng mình mới thay đất cho nó một lần. Từ ngày mình trồng vườn rau trên ban công này thì nhà mình là luôn luôn có rau thơm để ăn ha các bạn. Thì đối với mình cũng xin chia sẻ là đối với những bạn mà nhà có ban công nhỏ tầm khoảng 2-3 mét vuông gì đó, thì làm sao để cho cái ban công của mình nó vừa gọn vừa thẩm mỹ, vừa có rau sạch để ăn thường xuyên,
thì thứ nhất chúng ta phải nên quy hoạch cái ban công làm sao cho nó gọn nhất có thể, rồi lựa chọn những loại rau nào mà nó phù hợp, không cần nhiều nắng, tại vì ban công thường là nó sẽ bị hạn chế cái chuyện mà phun nắng. Ban công nhà mình thì được nắng buổi sáng ha, đến khoảng 12 giờ trưa là thì đã hết nắng. Rồi mình lựa chọn cái loại rau nào sao cho nó phù hợp mà mình sử dụng được lâu dài, chứ đừng có trồng những cái loại mà nó mất nhiều thời gian chăm sóc nhưng mà chỉ thu hoạch một lần. Giống như mình thì mình đang trồng ở đây là có rau thơm, diếp cá, tía tô, húng lủi, húng chanh nữa ha. Rồi trước có rau quế nữa, rau húng quế thì mình đã chuyển nó đi chỗ khác rồi, tại húng quế nó cần nhiều nắng hơn. Với lại cây của nó, cái tán nó hơi rộng cho nên là mình trồng trên ban công, công này thì mình thấy nó hơi chật. Rồi bây giờ mình bổ sung thêm mấy cái cải cà lê, thì hay còn gọi là cải keo ha các bạn. Mình thì quen gọi là cà lê. Keo này thì nó sử dụng cũng rất là lâu ha, thì mỗi lần mà chúng ta cây nó lá nó nhiều, nó lớn rồi thì chúng ta sẽ bẻ cái lá này, có thể là nấu canh hoặc là làm nước ép hoặc là xào. Cải cà lê này thì nó có nhiều chất dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe. Thì cây cải này tuổi thọ của nó cũng rất là cao, càng trồng thì nó càng lớn ha. Hiện tại mình đang trồng trong hai cái chậu này thì nó hơi bé ha, thì khi mà cây nó lớn thì mình sẽ thay nó ra một cái chậu lớn hơn. Cây này thì hiện tại nó mức độ phát triển của nó chưa nhiều. Vườn rau này thì được xem như là một nguồn vitamin quý giá ha, vitamin sạch. Nhà mình thì hay thường xuyên dùng rau thơm này cho các món ăn như là bánh tráng cuốn, hoặc là các món gỏi, các món salad. Rồi ăn sáng thì mình có mấy món bánh cuốn nóng, bánh trúc, vân vân. Có nghĩa là rau sống, rau thơm này thì dùng được nhiều món kết hợp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Hy vọng là dịch bệnh sẽ mau chóng kết thúc để chúng ta trở lại công việc bình thường.